15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì chắc có lẽ là còn vài phút nữa thôi thì cái con đường của cậu Năm sẽ hoàn thành nha. Thì hiện tại là các anh đang làm những cái công đoạn cuối cùng. Nắng luôn à. Quá nắng anh. Quá nắng luôn mấy anh em mình. Mới có 9 giờ rồi. Mới có 9 giờ mà nắng khiếp thiệt. Ủa đằng đây mình ấy được không anh? Được được anh. Mình đứng được ha. Mình đừng cứ dậm ở bìa thôi anh. Mình cứ dậm ở trong sâu sâu ở trong á. Đừng có đạp cái đầu này. Ừ đúng rồi cái giữa thôi. Còn mấy cái miếng á em đi giữa thôi. Đi cho nó trâu lên hả? Anh em mình ở đây để chờ đón người nhà đến là mình quay cái máy là trực tiếp ở đây luôn cô chú, nên là người nhà xuống để cho cô chú nhìn thấy anh Vũ Lưng nè với Ngọc Quyền Bình Tinh ha, để trực tiếp đây luôn. Đây là những cái công đoạn cuối cùng của cái con đường đến mộ của cậu Năm Vũ Linh. Trời, như các cô chú các chị thấy ha, quá nắng luôn. Nắng không chú Hành? Thì bây giờ 15m sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Tức là anh phải dự đoán được cái tình cảm của cô Hành Tâm như thế nào rồi. Cái bó hoa này của cô Hành Thanh Tâm nè. Vậy là chắc chắn là cô rất là yêu mến cậu Năm. Yêu mến gì? Chi kỷ. Còn hơn cái yêu mến nữa anh đó, dạ. Người tình đó, nói chung là tình người tình đó. Ngày xưa thì đó là cái chuyện ngày xưa. Nãy cô nằm lên ngay cái mộ luôn, còn nằm ngay chỗ đó. Nằm luôn hả? Không phải là nằm mà ôm luôn, đi như muốn ôm luôn. Bây giờ là cậu Năm rất vui nè. Sau bao nhiêu ngày, 3 tháng cậu Năm gặp, hơn 3 tháng cậu Năm gặp. Nè nè nè, tao gì nè. Ngay đỉnh kìa anh, ngay đỉnh kìa. Ngay đỉnh luôn nào. Cậu Linh nó nghe khi nào mà mấy anh em mình mà nhắc tới cậu là cậu về liền á. Đúng rồi. Đó, chứng minh liền. Cậu đang nghe nghe các anh em mình nói cô Hành Anh Tâm là người tình của cậu thì cậu bay về cậu. Ngay đỉnh luôn á. Mà cái bóm này không gài luôn nè anh, chứ không phải là bóm khác nha. Để ý không? Đúng rồi. Rồi ba rồi ba rồi. Chỉ có một con bóm này thôi nha. Với chị Ngọc Quyền. Không biết là sáng anh biết không ha? Hả? em cũng đang nói chuyện ở đây nè, cái con bướm bay đậu đỉnh đầu em đâu biết đâu. Cái bà xã em lại nói ủa con bướm đang bay đậu đỉnh đầu anh. Cái máy lát điện thoại ghi lại cái cho hai chồng nói qua nó lại lát bướm bay đỉnh đầu vợ em luôn. Kệ nữa kìa đó, lạ ha, tâm linh là không đùa được đâu. Năm ơi, Năm về cậu Năm, nếu cậu Năm về là cậu Năm đừng có bay nha cho con. Ở đây tí xíu rồi cho mấy anh em con xin một giây thôi. Đó, cái con bướm này là phải nói là rất là hay. Hay lại mộ của cậu Năm, hình như ngày nào cũng lại anh. Đậu đậu anh kìa, trời ơi. Nói chung á là cậu mà cũng mến ai là bướm hay đậu người đó lắm nha. Anh Minh thấy điều đó không? Hình như là cậu mà cậu mến ai á là đậu người đó đó. Đúng rồi. Bữa hung vô má luôn mà. Cái đậu đây luôn à. Chắc là mến anh Minh. Hung vô má luôn. Nữa kìa, đứng im để em chụp. Trời bay rồi, bay rồi. Đậu lên đầu anh nữa hả? Nữa. Ủa. Chết thì sao anh quay được cảnh trên đầu anh ta? Thì lát anh cho anh tấm hình đó.
hai con luôn. Cho anh tấm hình nha. Rồi. Nữa, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Trời, bay nữa rồi. Đảo ba lần. Đảo ba lần luôn hả? Ôi ôi. Vậy là chú chắc thích anh nhiều rồi đó. Lạ, bay vòng 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 lại bay đậu tiếp, bay đậu tiếp. Mà đậu trong vòng khoảng 1 giây à. Đứng im đi, thế này cũng đậu lần nè. Đậu thêm một lần nữa chú. Nhất ba tạm rồi, không biết là có nhất ba tứ không nha. Tại vì anh là mới hấp thuốc cho chú mà. À. Cái có thuốc của anh á, mấy anh em đến đó mình lâu lâu mình hấp cho chú nha. Dạ. Ủa, có bụng viện ha. Hồi sáng là em hấp cho chú được hai điếu luôn kìa. Chú ở bên kia kìa. Một người hấp điếu thôi. Bên kia anh thấy không? Thấy chưa? Chắc có lẽ là bây giờ chỗ cái mí đậu lên máy giữa ha. Tí xíu là đậu điện thoại em rồi. Em nghĩ là chú đang nô đùa với anh em mình á. Tại vì không có ai mà lại nhiều như là anh em mình ha. Mắt phone hả? Hồi sáng chú đậu cái cành hoa này nè anh. Đậu đây 3 lần. Nghe đây. Kè, kè. Đến rồi chị kìa. Wow. Dạ, không có gì đâu chị. Em mới thắp nhang cho. Trời ơi, bé gì? Cho Út Tâm rồi. Suzuka. Suzuka. Sao chạy dữ vậy? Con kìa. Lần này nó gặp nó khoái nè, lên bồ cậu không phải. Không mẹ. Là hình như là khán giả đầu tiên. Kìa đội nón vậy kìa. Hình như có chú hình như bé nè biết đi phải không ta? Biết đứng hai chân. Đứng chưa? Đứng một xíu hai chân. Không, bà con thấy không? Cắt chú ra mua cái kéo. Ê, anh có kéo để không mà kéo đó anh làm chuyện. Ê, vậy là anh mà cho mọi người kéo đi. Anh chạy ra lấy đi. Hả? Kéo ngay xe luôn đó. Bà tí tí đi anh em mình ra lấy. Tại vì anh biết là làm gì không? Làm gì anh? Anh làm là cái việc rất là trọng đại luôn. Đó chính là dùng để cắt. Ủa, có hỏi mấy cái kéo để trên chậu bông mà. Bây giờ anh em mình lại trò chuyện với cậu tí xíu là bảo đảm cậu lại về nữa. Em nói đúng y nè anh Minh. Thấy không? Anh Minh ơi. Đây nè, thấy không? Mấy anh em mình gái là có thằng nghe uống chị. Thấy không, em nói mà em kêu là anh em mình lại đây là lát là chú đậu nữa, hay chưa? Đó. Em, tiên ơi, tiên. Bà xã. Đã xem nè. Đó, ghê không? À, uống chị. Chú linh lắm nghe quý anh chị, biết nghe được anh em mình tâm sự nói chuyện luôn. Chắc, nghe, chị chắc có lẽ là cậu mượn cái thân xác nhỏ bé của bướm ha. Hồi nãy á là cậu đậu lên đậu lên đỉnh đâu anh kia để em chụp cho. Đây là lần thứ tư rồi ha. Rồi bye rồi. Đỉnh ra. Đậu đỉnh đầu mình xong rồi quay đậu đỉnh đầu của chú nè quý chị. Đậu lên đỉnh đầu của mình xong rồi đậu lên đỉnh đầu của chú. Ủa, vậy là con với chú là kết nối với nhau rồi chú ơi. Có số smartphone bên kia nữa kìa. Số smartphone bên kia kìa. Đó rồi, kết nối Zalo nha. Kết nối Zalo với chú. Mà sao là chú thích đậu đỉnh đầu rồi lắm nha. Ừ, đó, đỉnh đầu của. Sáng giờ là chú kết nối với anh 4 lần, chú 4 kết lần nối rồi. Với em cũng 4 lần rồi đó. Đó, nhưng mà mạng thì chưa kéo. Mạng chưa kéo không, mình cái mạng tâm linh là kéo rồi đó. Tâm linh là kéo hả? Mạng tâm linh là kéo. Quý chú chị nè, thấy không? Chú là có hai tay hai chân nha nè, thấy chưa? Rõ ràng. Đây, tại vì mình ngó quý chú chị, thấy không? Rồi. Bye rồi. Ngó thấy không? Hả? Yên tâm đi, 5 phút sau là thế nào chú cũng quay lại à. Em thấy mà đứng đây là thế nào hơn nơi con đậu. Bó hoa của. Cái gì vậy? Bất ngờ bó hoa của cô Hanh Tâm rớt. Không hiểu luôn tại sao rớt, tự nhiên rớt luôn. Kìa. Không ai đụng luôn. Để đẩy mà ta. Sao nãy mình đậm ở trên mà. Hay gió hay gì vậy? Không có gió thì sao mình để này mà sao lại gì đúng rồi. Để gì nè? Để gì đây? Mà sao nãy rớt đó. Đó anh em mình đâu có ai đụng vô đâu phải không?
rất là tuyệt vời luôn quý chú chị ơi. Lạ kỳ ha. Hai bó luôn hả? Wow, hai bó y chang. Theo theo anh nghĩ nha, thì chú xem cái tình cảm của cha và cậu Năm là tương đương luôn đó. Alo. Nên chú mới cúng bưởi nè, rồi hoa y chang nha, không có khác gì luôn. Đó, cậu là về nữa kìa. Hả? Gì? Con Suka hả? Suka. Suka đâu? Suka này lóc chóc quá. Suka này lóc chóc quá. Đây là những vị khán giả ha quý chú anh chị. Đó. Vậy là cậu Năm kết nối với anh em mình mấy lần sáng nay đó. Mình, đúng rồi. Kết nối tâm linh ha. Kết nối tâm linh. Wow, kìa cậu đứng đây cậu nhìn nè. Alo, em nghe chị. Em thấy chưa? Thường là bớm đậu là bớm hút nhị hoa nha. Đúng không bà xã? Bớm thường bớm đậu lên hoa để bớm hút nhị hoa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bớm này chỉ đậu là nhìn thôi. Quá lạ lùng luôn. Còn bớm đậu trên cái cơ thể con lòi là để làm cái gì ta? Hả? Ừ. Không biết. Là về ở Việt Nam hết rồi. Đó, thấy gì chưa? Nè, để anh thử nè, bớm sẽ không bay nè. Cậu ơi, nếu là cậu thì cậu bò qua tay con đi. Nếu là cậu thì cậu đứng im em. Hình như là cậu muốn đậu anh đậu của em á. Cậu nói gì nè. Thôi, tay sáng giờ đậu mấy lần rồi, đậu gì nữa. Thử nhiêu đó được rồi. Đúng rồi, thử lòng hoài. Đó ta nói rồi, thử lòng hoài. Thôi giờ em thử đi. Em thử đi. Kìa qua đó rồi kìa. Vậy hả? Trời ơi, cậu nhìn con nữa cậu. Hai con. Wow, ba giờ nữa. Vui thiệt á. Đó, đậu nè. Đó, thấy gì chưa? Mình ở đây là cậu ở đây à, cậu không có đi đâu hết á. Đúng rồi. Đây. Quá lạ lùng luôn. Bay qua bay lại kìa. Đúng rồi, bay vòng vòng đây thôi, xung quanh mộ cậu thôi, không có đi đâu xa hết á. Đó, bay về thấy chưa? Thấy chưa? Bay về. Đó, đậu lên trên cái đó hoa kìa. À. Nếu mà mình ở đây là bớm ở đây ha, lạ lùng quá. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Nếu mà thích kênh hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ô, cái đường này giống sông quá vậy em. Sẽ là để lại những kỷ niệm. Vậy là muốn xong rồi. Các anh tưới vậy là chắc xong rồi ha. Để hỏi mấy anh coi. Không, mình nghĩ chắc phải làm cái viền nữa. Mấy anh làm chắc luôn cái đó kết nối luôn. Đúng rồi. Mấy anh làm được khúc ra thấy không?